Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh bán hàng của đồ gỗ mỹ nghệ bên em nhé. Hôm nay cơ sở chúng em xin được giới thiệu đến toàn thể quý anh chị một mẫu gọi là best seller của nhà em, đó là mẫu ghế minh đế. Nếu ai đã chơi đồ gỗ nhà Minh rồi thì đều biết bộ ghế này rồi. Thì hôm nay là đặc biệt một cái là em lâu lắm em mới làm được một hai cặp trên chất liệu là gỗ xưa. Thì em lên giới thiệu cho mọi người luôn và nghe để mọi người cùng cảm nhận nhé. Đấy. Cho mọi người ngắm qua qua rồi em sẽ nói thông tin kích thước. Tại vì là cái hàng này thì là tất cả các thông tin kích thước thì là nó cũng là đều kích thước phổ thông rồi. Thì em sẽ nói về gọi là cái chất vân cũng như là độ đẹp của bộ sản phẩm nha anh chị nhé. Đấy. Chân là chân 7 phân rưỡi và ván này là ván ghép. Em nói sẽ bộ sản phẩm này thì vân nhiều các bác ạ. Mặt thì vẫn kích thước phổ thông 6250 và làm mé tàu 100%. Anh chị nào quan tâm thì có thể là liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại trên màn ảnh nhé. Và em sẽ bao giá cho mọi người. Giá 55 triệu là mới chỉ là giá chào bán luôn anh chị ạ. Giá 55 triệu là cực là sốc, cực kỳ là sốc rồi. Và em vẫn còn hạ nhiệt và xuống giá nữa cho mọi người. Giá đó đã bao gồm tất cả mọi chi phí từ hoàn thiện si tàu kỹ đến khâu vận chuyển cũng như là tặng cho mọi người một bộ đệm ngồi da cao cấp và tặng gói bảo hành trọn đời về gỗ quý anh chị nhá.